Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng túc cầu. Al Nassr vừa có chiến thắng đậm đà 5-1 trước Antalya tại vòng 25 Saudi Pro League và Ronaldo một lần nữa tỏa sáng. Sự sao người Bồ Đào Nha đóng góp tới 3 bàn thắng và tất cả đều trong hiệp thi đấu thứ hai. Bàn thắng đầu tiên là thể hiện sự sắc bén của Ronaldo dù cho anh đã 39 tuổi. Lần đầu kể từ tháng 8 năm 2023, Ronaldo mới lập hat-trick, thủ quân của Al Nassr nâng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại lên thành 882 bàn trong 1.214 trận đấu, tiến gần hơn tới cột mốc 900 bàn. 3 bàn thắng của anh ở trong trận đấu này đều ghi từ các pha dứt điểm một chạm, khi đội nhà đang dẫn bàn và ở thế chơi hơn người. Phút thứ 64, Al Nassr đã phạt góc nhanh ở bên phía cánh phải, Mane chuyền vào trong cho Ronaldo sút một chạm về phía góc gần, cự ly khoảng 10m, khiến thủ thành của đội khách không kịp đổ người để cản phá. Chỉ 3 phút sau một tình huống lập bập, tiền đạo 39 tuổi nhanh chân sút đập đất về phía góc gần một lần nữa, khoảng cách chưa đến 5m. Đến bàn thắng thứ hai, Ronaldo mới nhảy xoay người ăn mừng theo kiểu quen thuộc, khiến khán giả đồng loạt hô vang siêu. Ronaldo còn bỏ lỡ hai cơ hội tốt, nhưng cuối cùng anh cũng lập được cú hat-trick. Phút thứ 87, từ quả treo bóng của tiền vệ Abdulmajid Al-Salihim bên phía cánh phải, Ronaldo bật cao đánh đầu ở cột 2 về phía góc xa, ấn định thắng lợi 5-1 cho Al Nassr. Trước Antalya, CR7 có một màn trình diễn đầy năng nổ. Lão tướng 39 tuổi tích cực thể hiện những pha đột phá sút xa, gợi lại hình ảnh về thời kỳ đỉnh cao trong vai trò một cầu thủ chạy cánh. Thậm chí, siêu sao sinh năm 1985 còn biểu diễn kỹ thuật Ronaldo Chop khiến cho đối thủ trượt ngã. Đây là hat-trick thứ 64 trong sự nghiệp của Ronaldo, đánh dấu năm thứ 15 liên tiếp anh ghi ít nhất một cú hat-trick. Siêu sao người Bồ Đào Nha được SofaScore chấm 9,5 điểm, cao nhất trận bởi anh còn tạo ra 5 cơ hội cho đồng đội dứt điểm. Thời gian bỏ quên Ronaldo, một cổ động viên nhận xét: đã lâu tôi chưa được xem một Ronaldo kỹ thuật và đầy ngẫu hứng đến như vậy, người thứ hai cho biết. Đồng quan điểm, một cổ động viên khác bình luận: Ronaldo gợi nhớ về hình ảnh của anh ấy trong những năm tháng chơi cho MU. Cái đích mà Ronaldo đang hướng tới là kỳ tích 1.000 bàn thắng. Đây là một nhiệm vụ không hề đơn giản, bởi dù sao thì Ronaldo cũng đã bước sang tuổi 39 vào đầu tháng 2 vừa qua. Nhưng tất cả đều tin rằng Ronaldo đủ khả năng và hoàn thành nhiệm vụ tưởng như bất khả thi trong thế giới bóng đá hiện đại. Thực ra, nếu không xa lầy trong một năm rưỡi ở Man United, thì giờ đây Ronaldo đã vượt qua cột mốc 900 bàn. Bằng chứng là trong năm 2023 dương lịch, Ronaldo ghi được 54 bàn. Tuy nhiên, năm 2022, anh chỉ có 16 bàn do phần lớn thời gian ngồi dự bị ở MU. Trong khi năm 2021, CR7 vẫn có cho mình 41 bàn, năm 2020 là 44 bàn. Thế nên, như thừa nhận chính Ronaldo, khoác áo Man United giai đoạn 2 là một trường thất bại trong sự nghiệp huy hoàng của siêu sao người Bồ Đào Nha. Sự bền bỉ và dẻo dai của Ronaldo là điều không cần phải bàn cãi. Trong suốt sự nghiệp, siêu sao người Bồ Đào Nha có thể tập luyện và thi đấu với một cường độ rất cao và liên tục tại nhiều sân chơi khác nhau. Đáng nói hơn, Ronaldo gần như không gặp phải bất cứ chấn thương nào kể từ khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc giúp cho Ronaldo trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử thi đấu 1.000 trận chính thức. Đến cột mốc tuổi 35, không ít cầu thủ đã quyết định treo giày, một số khác chỉ còn thi đấu cho vui, trở về khoác áo những đội bóng tại quê nhà. Riêng với Ronaldo, anh hoàn toàn khác, anh là một và duy nhất. Video được tài trợ bởi FB88.